Thánh Phaolô trên đường truyền giáo và các thư của ngài, cái bài thứ hai đó. Tiếp theo sách Công vụ Tông đồ là các thư Thánh Phaolô gửi cho những giáo đoàn và những người ngài quen quan tâm chăm sóc. Đa số trong các giáo đoàn ấy là do ngài gây dựng. Các giáo đoàn Thánh Phaolô lập ra, tức là ngài đi đi lại lại đó để giúp các cái giáo đoàn đó. Cho nên các cái thư là cái quan trọng. Đây người ta nói là nếp sống của cộng đoàn đầu tiên, các cái cộng đoàn mà sẽ nhận thư của Thánh Phaolô đó. Bản thân Thánh Phaolô đã là tiêu biểu cho sự gặp gỡ ba nền văn hóa. Một mình ông Phaolô nó là nơi ba nền văn hóa nó gặp nhau, có ảnh hưởng đến việc phổ biến Kitô giáo. Thứ nhất, văn hóa Do Thái. Các em nhớ văn hóa Do Thái á, nó nhấn mạnh về vấn đề luân lý và đạo đức, tức là người ta sống ý thức là người ta là dân Chúa, Chúa đã chọn người ta, cho nên người ta phải sống làm sao cho nó hợp với cái ơn gọi đó. Cho nên vấn đề luân lý và đạo đức ấy, là cái điều được nhấn mạnh. Văn hóa Hy Lạp ở đây người ta nói văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Văn hóa Hy Lạp thì nó tập trung vào cái gì? Người ta muốn cho cái sinh hoạt đầu óc ấy, nó mạnh, cho nên người ta sử dụng cái trí khôn. Và trí khôn thì nó có cái lý lẽ của nó, có cái triết lý. Cho nên văn hóa Hy Lạp ấy, nó tập trung vào cái đầu óc, vào cái triết học. Và rồi văn hóa Roma. Roma là cái gì? Luật lệ. Người Roma nó được tiếng là người rất là tôn trọng luật lệ, tức là về phương diện xã hội đây, luật lệ của nó nghiêm túc. Ngài sinh khoảng giữa năm thứ 5 và thứ 15, nghĩa là người ta không biết rõ, cho nên phỏng từ cái năm thứ 5 cho đến năm thứ 15 đó. Trong một gia đình Do Thái nhiệt thành, Do Thái nhiệt thành, cụ thể là Pha-ri-sêu. Mấy ông Pha-ri-sêu là rất là thích luật và giữ luật rất là kỹ quá, cho nên Chúa Giê-xu cũng bực mình và đã chỉ trích các ông nhiều lắm. Thánh Phaolô được hưởng một nền giáo dục Do Thái vững chắc ở Jerusalem và trở thành biệt phái cái nhóm Pha-ri-sêu á. Ngài nói thạo tiếng Hy Lạp và nhờ bề thế của gia đình được làm công dân Roma. Đây là một cái điều mà đối với người xưa đó, người ta rất là quý trọng làm công dân Roma. Đây nói là một cái đặc ân quý giá cái thời bấy giờ. Cụ thể là ông Thánh Phaolô, ông ấy là học trò của thầy Gamaliel. Gamaliel là một thầy Do Thái nổi tiếng thời bấy giờ. Và ông Thánh Phaolô học với ông thầy này. Ngài không được biết Chúa Kitô. Người ta kết luận từ những cái ngài viết trong các thư vân vân ấy, thì Thánh Phaolô không biết Chúa Giê-xu khi Chúa còn sống ở trần gian này. Thoạt đầu ngài thuộc nhóm những người Do Thái thù ghét các Kitô hữu nhất. Phaolô lùng bắt họ không nương tay, mà đã chứng kiến, giữ áo và chứng kiến những người ném đá Thánh Stefano. Thế nhưng vào năm 38, đang khi săn đuổi các tín hữu, ngài bị một sức mạnh vô địch xô ngã. Ngài được ơn gọi, được ơn soi sáng và trở thành một trong những môn đệ nhiệt thành nhất của Chúa Kitô, mà cho đến lúc ấy ngài đã ghét cay ghét đắng. Từ đó, từ khi ngã ngựa ở trên đường đi Emmaus, tôi không biết gì khác ngoài Đức Kitô, và là Đức Kitô chịu đóng đinh. Không phải là Đức Kitô không, mà Đức Kitô chịu đóng đinh, tức là cái sự nhục nhã đối với văn hóa thời bấy giờ. Thì Thánh Phaolô nói rõ như vậy, ngài không biết gì khác ngoài Chúa Giê-xu bị đóng đinh như vậy đó. Vì bị người Do Thái chống đối, ngay cả nhiều anh em Kitô hữu gốc Do Thái cũng chống đối, ngài đã sớm quay sang dân ngoại, truyền giáo cho những người ngoài Do Thái giáo và mang danh hiệu là Tông đồ dân ngoại. Bây giờ đến các hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô. 14 năm, từ năm 44 cho đến năm 58, Thánh Phaolô thực hiện 3 cuộc hành trình truyền giáo, cả bằng đường bộ lẫn đường biển, đi qua đảo Cyprus.
đảo Kipro này, ở ngoài biển đó, biển Trung đó. Ở trong đất liền là Tiểu Á, ở bên Âu Châu là Macedonia và Hy Lạp. Tất cả cái vùng đó Thánh Phaolô đã rong ruổi đi lại để loan báo tin mừng. Cuộc hành trình thứ tư đưa ngài về Roma và bị giam ở đó 2 năm. Thánh Phaolô bị bắt ở Jerusalem và bị giam ở Caesarea 2 năm. Theo đúng luật bây giờ đó là cứ ai mà nằm tù như vậy ở 2 năm đó, mà không có xét xử gì thì tự nhiên lại được tự do. Thế nhưng mà trước khi hết cái hạn đó thì người ta đã tính toán là đưa Phaolô về Roma để được xét xử trong tòa của Caesar. Thế là ông Thánh Phaolô bị đưa về Roma. Và ở Roma đó thì cũng vậy, cũng bị giam coi như là hết cái thời gian luật định đó. Thế thì ông mới được tự do, nhưng mà sau đó ông bị bắt và bị tử đạo. Với hoạt động truyền giáo ấy, ngài đã làm gia tăng và củng cố số các giáo đoàn ở Tiểu Á, ở Galat, ở Epheso v.v. và góp phần cắm câu Kitô giáo vào thế giới phương Tây bằng cách rao giảng cho những thành phố lớn của Hy Lạp: Philippi, Thessalonica, Corinto. Nhưng đã bị một thất bại ở Athena, tức là thủ đô của Hy Lạp bây giờ, cũng như cho chính thủ đô Roma. Ngài bị thất bại ở Athena đó. Cái dân Hy Lạp ấy thì nó không thể chấp nhận được cái chuyện mà người ta sống lại, không có chuyện sống lại, chết là thối hư. Thế thì ông Thánh Phaolô giảng về cái chuyện đó, mà khi nghe đến cái chuyện mà Đức Giêsu đã sống lại đó thì nó phản ứng rầm rầm lên. Thôi nó bảo là có anh thì nó nhã nhặn lịch sự, thế nó bảo thôi anh nói được nhưng mà thôi để lần sau nghe tiếp. Nó cố ý cho ông chấm dứt không có nói nữa, thì nó nói như vậy. Nhưng mà đại khái là chỉ vì cái chuyện ông Thánh Phaolô trình bày về vấn đề sống lại đó, Chúa Giêsu sống lại đó, mà bị phản ứng một cách như vậy. Ngài bị xử chém ở Roma năm 67 sau Thánh Phaolô ít lâu, cụ thể là sau 3 năm. Thánh Phaolô chết năm 64, thì Thánh Phaolô chết năm 67. Các thư của Thánh Phaolô tất cả là 13 chiếc thư, không kể thư Hebrew, thư Do Thái á. Bởi vì cái thư Do Thái đó không biết là của ai, nhưng mà không phải của Thánh Phaolô. Thế thì còn ngoài ra 13 thư đó, ở đây người ta có kể các cái thư đó theo thứ tự tầm quan trọng, theo như là truyền thống từ xưa đến nay vẫn đặt theo cái thứ tự đó. Thứ nhất là thư Roma và cuối cùng là thư Philemon. Đấy là, cho nên cái thư bây giờ chúng ta đọc trong sách thánh ấy, là theo thứ tự về tầm quan trọng của nó, theo thứ tự tầm quan trọng. Còn theo thời gian thì nó khác, không có theo như vậy. Thơ gửi tín hữu Hebrew không rõ tác giả, nên trước kia người ta cũng gán luôn cho Thánh Phaolô. Bây giờ thì người ta tách riêng ra, nói riêng. Tư tưởng của Thánh Phaolô qua các cái thư ở đây á, nói nó hơi mông lung. Nhưng mà nếu chúng con muốn á, thì chúng ta để ý chuyện này này. Thánh Phaolô tập trung vào cái ơn gọi là ơn công chính hóa, tức là người ta được nên thánh, được cứu độ đó nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu. Đấy là cái ý tưởng chính của Thánh Phaolô, ý tưởng cốt lõi về giáo lý của Thánh Phaolô. Rồi từ đó đi ngài viết những chuyện khác. Tất cả tư tưởng thần học của Thánh Phaolô đều đi từ kinh nghiệm. Đây là nói về cái gốc gác của những cái tư tưởng, chứ không phải là nội dung của tư tưởng. Nghĩa là kinh nghiệm Thánh Phaolô đã trải qua trên đường Đa-mát. Chúng ta nhớ lại câu chuyện đó, Chúa Giêsu quật ngã ông ấy, rồi hai bên đối thoại với nhau. Chúa Giêsu nói bằng là nếu mà anh giơ chân đạp vào mũi nhọn thì khốn thân anh. Tức là
ông Phaolô ông ấy bắt bớ các tín hữu của Chúa, thì coi như là bắt bớ Chúa vậy. Thì Chúa bảo là đó là như là đạp mũi nhọn ấy. Đạp mũi nhọn thì chỉ có bị thương thôi. Thế thì ông Phaolô hỏi ngài là ai á, thì Chúa Giêsu trả lời về ta là Giêsu ngươi đang lùng bắt. Từ đó đi ông Phaolô mới thay đổi hoàn toàn. Như đã nói rồi, ông ấy không biết gì khác ngoài Đức Kitô và Đức Kitô phục chịu đóng đinh. Ở trong con đường đi Damas, chuyện xảy ra, Phaolô đã thấy vinh quang của Thiên Chúa. Ngài hiểu rằng Thiên Chúa nói với ngài qua tiếng nói của Chúa Giêsu. Thưa ngài, ngài là ai? Ta là Giêsu ngươi đang lùng bắt. Cho nên cũng hiểu ra rằng, Phaolô cũng hiểu ra rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa như Chúa Cha. Chính vị Thiên Chúa Giêsu này mà nói đã nói với ngài rằng ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Mặc dù ngài chưa bao giờ gặp Đức Giêsu, khi mà Đức Giêsu còn sống ở trần gian, Phaolô không gặp. Nếu mà Phaolô gặp thì chắc chắn là đã trở thành môn đệ của Chúa rồi. Từ đó ngài hiểu ra rằng các Kitô hữu là những chi thể của thân mình Đức Kitô. Ông đi lùng bắt các tín hữu của Chúa, mà khi hỏi ra thì Chúa lại bảo là ta là Giêsu ngươi đang lùng bắt. Như vậy á, là tư tưởng của Thánh Phaolô á, là nói về ơn công chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu. Đấy là cái tư tưởng thần học chung.